Rồi, hai anh em thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái dụng cụ đóng đinh ST18 ha. Thì đây là cái hộp dụng cụ đóng đinh ST18. Ở bên trong đây á, anh em sẽ có là một cái dụng cụ đóng đinh và hai cái con lục giác ha. Đây. Thì cái con này á, chúng ta sẽ sử dụng nó để anh em có thể là dặn bốn con ốc lục giác này để mà căn chỉnh cái độ sâu của cái đinh đó anh em. Đây nó đang dư ra ha anh em, nếu mà anh chỉnh đẩy cái miếng này ra trước á thì cái khi chúng ta đóng á thì nó có thể là chừa một cái độ hở của đinh được đó, mình sẽ chỉnh này ha. Hoặc là những cái trường hợp mà chúng ta đóng mà bị kẹt đinh á thì anh em có thể sử dụng hai cây này để có thể là tháo ra để mà vệ sinh cũng như là lấy đinh ra. Rồi đây là cái dụng cụ đóng đinh của mình ha. Anh em nào mà đã có đinh á hay là ở gần cái vị trí của anh em có bán đinh á thì anh em có thể mua cái dụng cụ này không, còn nếu mà anh em không có thì có thể mua cái đinh bên mình ha. Ở mình nó sẽ có hai loại, là một loại là đinh ST15 và một loại là đinh ST18. Đây thì cái cây này anh em nó sử dụng chỉ có một ngàm thôi ha, nhưng mà nó sẽ sử dụng được hai cỡ đinh luôn. Đây mình sẽ lấy ra, đây là đinh ST15, nó sẽ ngắn hơn anh em, và bên đây là đinh ST18. Đinh ST15 á thì dành cho anh em nào mà đóng vô những cái tường cột cứng chắc thì mình đóng ST15, đóng nó sẽ chắc chắn hơn cũng như là đóng nó sẽ nhanh hơn anh em. Còn những cái tường nào mà yếu á thì anh em nên dùng cái đinh ST18 ha, đóng sẽ sâu hơn và nó sẽ chắc chắn hơn đinh ST15 này. Rồi đây mình sẽ cho đinh vào như thế này, để vô mình đẩy sát vô, mình đinh ST18 mình để vô chung được luôn ha anh em. Đây nó sẽ sử dụng chung có một cái cử thôi anh em, mình sẽ gài là được, mình sẽ để lại ha. Đấy, vậy là mình đã để đinh vào rồi ha anh em. Khi mà chúng ta sử dụng á thì mình kéo cái này lên và chúng ta sẽ để đúng cái vị trí mà chúng ta cần đóng, thì mình đóng xuống thì đinh nó sẽ ra ngoài ha anh em. Đây nó dơ gớ ra ngoài ha. Và một lưu ý á, khi mà chúng ta muốn đóng vị trí khác á thì anh em hãy để đúng cái vị trí mà anh em cần đóng á, thì chúng ta kéo cái cò lên ha, cái ti này lên và sau đó chúng ta đóng xuống. Đấy, mình sẽ đóng như vậy ha, mình sẽ sử dụng đúa búa mình đóng. Và khi mà anh em đóng vào những cái tường cột hay là những cái vạch gạch nào mà nó chắc á thì lúc mà đóng mà anh em cảm thấy mà búa này nó dội lại á, thì chúng ta sẽ cầm cái này ra và chúng ta đóng ra cái vị trí kế bên để nó tránh cái vị trí như là tường cột thì nó sẽ né đá hay là sắt ở trong cột anh em, thì mà đóng sẽ không có vô ha. Rồi thì anh em nào mà đóng mà có gãy cái đầu ti này nè thì bên mình cũng có cái đầu thay thế cho anh em ha, rất là nhiều luôn á anh em vô tư. Thì đây mình đang có rất là nhiều cái đầu thay thế như thế này ha. Thì ở những cái đầu những cái loại dụng cụ đóng mà tự động á thì mình chưa có nhập được cái ti thay thế cho nên là mình chưa có bán ha. Tại cái loại nào mà nó không dụng hơn á thì mình sẽ bán cho anh em. Như cái loại này á thì chúng ta sử dụng tay mình kéo lên á thì thật sự là trong quá trình mà làm việc của mình á thì thao tác này nó cũng không có mất nhiều thời gian đâu anh em. Mà chúng ta sử dụng quen á thì cũng rất là ok, không có vấn đề gì mà nó phải làm mất thời gian của mình ha. Rồi. Thì như vậy thì anh em khi mua bên mình á có thể anh em mua một cái dụng cụ đóng đinh, mua kèm thêm một cái ti đóng để mà phòng hở trường hợp mà chúng ta đóng bị gãy ha, để trong cái quá trình làm việc mình nó sẽ suôn sẻ hơn. Như nhiều khi mà chúng ta đang đóng mà nó có bị gãy này á mà anh em phải đặt cái này thì mất khá là nhiều thời gian ha. Đinh thì anh em hãy đinh mua đinh ST15 hoặc là đinh ST18, nếu mà ở chỗ anh em có rồi thì không cần lấy đinh ha, mình mua ở chỗ mình cho nó gần. Rồi vậy thôi, cảm ơn anh em.